Xin chào quý vị và các bạn. Vào đêm qua và rạng sáng nay, miền Bắc đã có mưa dông ở nhiều nơi. Trong đó ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang và Hà Nội đã có mưa to với lượng từ 50 cho đến 100mm chỉ trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Đêm nay các hình thế gây mưa vẫn còn hoạt động nên toàn Bắc Bộ vẫn có mưa rào ở diện rải rác. Vùng mưa trong đêm nay được dự báo sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, kéo xuống Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội. Dự báo sang ngày mai hình thế gây mưa sẽ yếu đi nhanh, nên từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4, toàn khu vực Bắc Bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi. Chỉ lưu ý là trong thời điểm chiều tối ngày 29 và ngày 30 tháng 4, các tỉnh Nam Đồng Bằng vẫn còn có mưa, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể, nên nhìn chung không ảnh hưởng xấu đến các hoạt động lưu thông và vui chơi của người dân. Nên nhiệt độ trong 3 ngày tới cũng trên đà tăng chậm dần. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 20 cho đến 23 độ, trời vẫn còn se se lạnh. Ban ngày nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Riêng vùng Tây Bắc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, nhiệt độ ở vào khoảng 30 cho đến 33 độ. Trong khi đó, tại miền Trung 3 ngày tới thời tiết sẽ phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ tăng chậm. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 28 cho đến 30 độ. Và chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác, nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, nghỉ mát bởi vì lượng mưa rất ít và sẽ kết thúc nhanh. Còn các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế hầu như không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng 30 cho đến 32 độ. Khu vực còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa cũng chỉ xảy ra ở một vài nơi. Ban ngày có nắng, gió thổi nhẹ và bà con vùng biển có thể yên tâm tiến hành các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản. Nhưng chúng tôi cũng xin lưu ý với cực nam của Trung Bộ các tỉnh như là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tình hình khô hạn đã kéo dài nhiều ngày và tiếp tục còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Do vậy, bà con nên tiếp tục có các biện pháp sử dụng tiết kiệm nguồn điện, nguồn nước trong sản xuất, sinh hoạt, cũng như là có kế hoạch tưới tiêu hợp lý cho cây trồng. Vừa qua mưa rào cũng đã xuất hiện trên diện rải rác ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối. Dự báo trong 3 ngày tới trường gió bề mặt phổ biến là đới gió đông yếu. Do vậy khu vực vẫn không nhận được nhiều hơi ẩm từ biển. Thời tiết ban ngày tiếp tục nắng nhiều, oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên vào khoảng 32 đến 33 độ. Ở Nam Bộ là từ 34 cho đến 35 độ, trời vẫn còn oi nóng. Đến chiều tối lượng ẩm tích lũy cả ngày sẽ đóng góp vào quá trình hình thành mây dông. Tuy nhiên, những đám mây dông không phát triển mạnh, vì vậy khu vực được dự báo chỉ có mưa rào với lượng vừa phải. Thời gian mưa không kéo dài, không có nhiều khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng của Nam Bộ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, mưa rào xảy ra chủ yếu ở khu vực tiếp giáp Campuchia, phía tây các tỉnh thành như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Mê Thuật. Trên biển trong 2 cho đến 3 ngày tới tại khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến gió đông đến đông nam hoạt động yếu nên tình trạng biển bình thường và ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Như vậy là trong 3 ngày nghỉ lễ sắp tới từ 28 đến 30 tháng 4, mưa có xu hướng giảm dần tại các tỉnh phía Bắc, trong khi các tỉnh phía Nam chỉ có mưa dông cục bộ vào chiều tối, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí nhân kỳ nghỉ lễ. Bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.